cho xin chào cả nhà. Hôm nay chị cho nhận được cái tin nhắn của cái chị đó ở Việt Nam mà chị ở cũng ở quê của chị cho. Chị hỏi chị cho là chị kêu chị cho là coi những cái hình ảnh với cái passport với cái bằng lái xe với cái thẻ mà của ổng đi làm á, ổng chụp. Rồi chị hỏi chị cho là coi cái này, coi cái ông này có thật sự là thương chị không, rồi có muốn về Việt Nam không. Rồi ổng nói ổng về Việt Nam mà ổng chi phí là 135 triệu. Thì chị hỏi chị cho, thì chị cho coi cái bằng lái xe, đối chiếu với bằng lái xe của chị cho thì nó không có giống nhau, nó khác nhau. Nhưng mà mình cũng không có biết, tự vì cái ông này ổng là người Mỹ còn mình là người nước ngoài, cho nên là hai cái nó không có giống nhau, thì mình cũng cho là ok đi. Nhưng còn cái passport thì chị cho thấy là 100% là chính xác, còn cái thẻ của ổng đi làm thì chị cho kêu ông xã coi giùm. Thì ông xã nói là ông xã cũng không có biết về cái vấn đề này, tự vì mỗi người ta đi làm mỗi cái thẻ nó khác nhau, nó không có giống nhau. Hay là ông xã chị cho nói vậy đó. Nhưng mà chị cho biết là ở bên Mỹ là họ rất là giỏi về công nghệ thông tin, cho nên họ giỏi về công nghệ thông tin với về kinh doanh là họ giỏi số 1 á. Cả nhà Mỹ là nó giỏi dữ lắm, giỏi về kinh doanh với về công nghệ thông tin dữ lắm. Cho nên là chị hỏi chị cho thì chị cho mới nói với chị là như thế này. Thì chị cho hỏi chị là quen ở đâu, mà chị không có nói là chị quen ở đâu. Chị nói chị quen, chị chỉ nói chuyện trên Zalo thôi, chứ chị không có nói là chị quen ở đâu. Chị cho hỏi là quen qua website hay là quen qua giới thiệu, nhưng mà chị không có nói, chị giấu. Thì mọi người cũng đã biết, người Việt Nam mình mà thì quen trên mạng thì nói trên mạng, họ cứ giấu giấu ấp áp úng, mình cũng không có biết. Hay là trên Facebook thì buổi bây giờ mọi người cũng đã biết, nó lừa gạt dữ lắm, nó lừa gạt đến mức độ như vậy luôn nè. Nó biết chị cho ở bên Mỹ nha, nhưng mà chị cho là biết, cho nên là nó bắt đầu nó gửi tin nhắn, nó nói chuyện với mình, nó chụp hình ảnh rất là đẹp, nó gửi qua cho mình, nó đi tắm biển, nó đi chỗ này chỗ kia, nó chụp nó gửi cho mình. Xong rồi cái nó mới nói là cái ngày đó, tháng đó là sinh nhật của con nó, ý của nó là mình muốn tặng quà cho con nó hay không á nha. Rồi nó nói ngày sinh nhật của nó vậy vậy đó, nó cho mình biết ngày hết, ngày tháng hết nha. Xong rồi cái chị cho mới nói với nó là người Việt Nam á, người ta đi làm rất là vất vả để có được cái đồng tiền, mà tại sao phải lừa gạt họ như vậy. Tự vì mình á, mình nói chuyện với họ, rồi mình nhìn những cái hình ảnh đó, rồi những cái mà cái Facebook thì mọi người cũng đã biết nó lừa gạt rất là nhiều. Cho nên là cái nó thấy chị cho hiểu biết, cho nên nó tắt mọi người, nó lóc chị cho lại. Nó lóc chị cho lại, nó không nói chuyện với chị cho nữa. Xong rồi cái chị này, chị gửi tin nhắn, chị hỏi chị cho mà chị không có nói thật, chị cứ ấp áp úng, mà mình hỏi là quen ở đâu, quen website nào, rồi chị không nói, chị giấu. Xong rồi thì giờ chỉ còn có một cách nữa, thì giấy tờ thì đối chiếu thì cái bằng lái xe nó không có giống thôi, nhưng cái passport thì nó giống, còn cái thẻ đi làm ổng cũng chụp qua. Thì mọi người cũng đã biết ở bên đây á, cái bằng lái xe á, thì nó rất là quan trọng, đi làm cái gì họ cũng đưa cái bằng lái xe ra hết. Cho nên thì chị cho nghĩ ông này cũng có thể là thật. Nếu mà mình muốn thật nữa thì mình nói với ổng, bây giờ bên Việt Nam bây giờ bị bệnh Covid rất là nhiều, thì nói với ổng ráng hỗ trợ cho mình vài trăm đô. Nếu mà ổng gửi cho mình vài trăm đô, cái đó là ổng sẽ là thật sự. Còn về Việt Nam ổng dự định, ổng tính toán hết luôn là 135 đô. 135 triệu á nha mọi người, chứ không phải là đô, tiền 135 triệu tiền Việt Nam ổng tính ra đó. Chị cho xin lỗi, là 135 triệu tiền Việt Nam là ổng về Việt Nam. Chị cho mới nói là về Việt Nam cái vé máy bay á, nó cao lắm là 1.400, mà bây giờ bệnh dịch Covid này ai cho ổng về, mà ổng tính tới cỡ đó. Thì bây giờ ổng nói ổng về thì mình cứ chờ. Còn cách thứ hai là mình, nếu mà mình biết ổng thật hay giả thì mình, ý của chị đó là muốn biết là ông này có thật không hay là giả mạo, thì chỉ còn có một cách duy nhất là mình nói bây giờ Việt Nam bây giờ bệnh dịch Covid rất là nhiều, mình không thể đi làm,
chính phủ cho mình đi làm thì bây giờ ổng có hỗ trợ cho mình được vài trăm đô hay không, 300 đô hay 500 đô gì đó, coi ổng có dám gửi không. Nếu mà ổng gửi thì đó là thật sự của mình, có vậy thôi. Cũng rất là dễ, tại vì mọi người biết ở bên đây họ đi làm á, rất là vất vả để có được cái đồng tiền mà họ gửi về cho mình. Đó là cũng là một cái vấn đề, họ thương mình thật họ mới gửi. Thì nếu mà họ kêu mình đóng chi phí để lấy quà hay là nhận quà gì thì thôi, cái đó thì mình bye bye đi, những cái người đó là những người lừa đảo. Còn mình muốn ông này thật hay là giả thì mình nói ổng hỗ trợ giúp mình vài trăm đô, 300 đô, 500 đô ổng gửi về là chắc chắn là ổng là thật. Tại vì bằng lái xe rồi bắt bo cho thấy ổng chụp gửi qua rất là chính xác. Có rất là chị em phụ nữ nói là chồng tây mà lấy chồng tây lớn tuổi á, thì chồng tây chết á, hưởng được những cái gì. Thì chị Cho cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, rất là nhiều clip rồi. Mọi người cứ nghĩ lấy chồng tây mà lớn tuổi á, người ta sẽ chết trước, mọi người sẽ lấy gia tài của người ta hả? Không có dễ đâu. Tây á, nó xấu số lắm là nó chết từ 62 tuổi, 60 tuổi ha, chứ nó không có chết trẻ đâu. Mà thường ở Tây nó chết là khoảng 80, 90, 100 tuổi nó mới chết, nó không có chết sớm đâu. Nó chưa chết là mình đã chết rồi. Mà khi mà nó sắp chết rồi á, là nó làm giấy di chúc, nó có con riêng. Mỹ bên đây nó cũng có con, cũng đa số là Mỹ nó cũng có con riêng á. Mà nó đã gần chết rồi là nó làm giấy di chúc, nó cho mình phần nào rồi con nó nữa, chứ không phải là mình thầu hết đâu, không có đâu. Ngoại trừ ra là nó không có con á, thì nó mới cho mình hết thôi, chứ ngoại trừ là có con là nó phân chia ra hết à, là nó sắp chết là nó làm giấy di chúc hết à. Mà mọi người quen tay á, mọi người phải có sức chịu đựng, phải có sức chịu đựng, kiên nhẫn, kiên trì, siêng năng, giỏi giang. Qua Mỹ này mà ở dưới Tây mà làm biến là không có được. Tây á, nó cũng có nhiều loại, giàu có, nghèo có, trung bình có, xấu có, tốt có, bình thường có. Nhưng mà Tây nó sống cho bản thân nó nhiều hơn sống cho người khác. Rồi qua bên đây mà làm biến là không có được. Chưa cho là ở bên Việt Nam là chưa cho làm chủ nha. Chưa cho mở tiệm ra làm tóc, làm nail, làm massage, massage, làm đủ thứ hết mọi người ơi. Mà đi qua bên đây rồi ông xã đâu có cho đi làm đâu, ở nhà làm những công việc như vậy đó. Thì bây giờ ổng không cho mình đi ra ngoài làm, thì mình nói là bây giờ bạn không cho tôi đi ra ngoài làm thì tôi cũng phải có tiền. Ví dụ như tôi muốn mua những cái thứ gia vị trong nhà bếp, mọi người phải nói chuyện khéo với nó, hợp lý nó mới cho tiền nha. Chứ không phải là mọi người kêu nó đưa tiền nó đưa đâu nha. Rồi cái thẻ của nó đưa cho mọi người giữ, mọi người muốn mua bao nhiêu mua, không có đâu ha. Mua vừa vừa thôi, mua quá nó cũng nói đó. Chứ không phải là mọi người muốn mua cái gì là mua đâu nha. Nhưng mà chưa cho lấy ông xã thì ông xã ok hơn. Ông xã chưa cho làm cho 4 cái thẻ, nhưng mà chưa cho không có dùng thẻ. Chưa cho sợ dùng thẻ lắm. Ở bên đây nó có cái này nữa. Thẻ là nó có người là không có tiền nhưng mà người ta mua trước người ta trả sau đó. Nhưng mà chưa cho là chưa cho không có dùng. Ông xã chưa cho nói là trong đó có tiền thì cứ đi mua, nhưng mà chưa cho không có dùng thẻ. Chưa cho sợ lắm, sợ thiếu nợ lắm, cho nên là chưa cho không có dùng thẻ. Chưa cho mới nói là cho tiền chưa cho mỗi tháng mỗi tuần vậy đó, để chưa cho đi chợ muốn mua gì mua. Mình mua bột mình làm bánh rồi, hoặc là mình mua những cái gia dụng làm gia dụng mà để trong nhà bếp. Thì mọi người phải nói sao mà hợp lý họ mới cho tiền mọi người, chứ không phải mọi người muốn kêu họ đưa nhiều là họ đưa, không có đâu nha. Người Mỹ họ rất là quý cái đồng tiền của họ lắm. Còn Việt Kiều với Việt Kiều thì nó dễ hơn, tại vì người ta cũng hiểu được phần nào, rồi người ta hiểu được cái phong tục là của người Việt Nam, người ta hiểu được cái ngôn ngữ người Việt Nam. Con nhỏ bạn chưa cho nó lấy chồng là cũng người Việt Nam, hai vợ chồng nó chịu làm ăn á, nó có ý chí nó làm á, nó giàu lắm cả nhà ơi. Nó làm hả, nó mua mấy căn nhà luôn, nó cho thuê á, mà căn nhà nào nhà nấy bự chập bá lửa, building nó mua nữa. Nó làm hai vợ chồng làm nail á mà nó giàu vậy á. Nó nói nó về Việt Nam nó ôm 10.000 đô nó về Việt Nam xài á, đi du lịch này kia nó tiếc, mà nó giàu lắm nha. Mà hai vợ chồng nó làm nail á, giàu dữ lắm. Rồi
Chú cho thấy là lấy chồng Việt Kiều nó tốt hơn lấy chồng Tây. Tại vì Tây á, rất là, mà mình nói vậy thôi chứ nó cũng là một cái duyên nợ. Mình nói nhau nghe thôi chứ thật sự nó cũng là một cái duyên nợ đến với nhau. Việt Kiều á, thì nó hiểu ngôn ngữ, với ngôn ngữ nó hiểu nhau, phong tục hiểu nhau, chia sẻ với nhau, nó hiểu biết nhiều hơn. Còn người Mỹ á, chú cho ha, không nói là những người mà giỏi tiếng Anh nha, những người mà dở tiếng Anh, thứ nhất là họ nói mình không có nghe, mình nói họ không hiểu, là rất là dễ giận nhau và bắt đầu là nó sẽ dẫn con đường đi đến ly dị nữa. Rồi Tây á, nó sống cho bản thân nó lắm, nó không có sống cho mình đâu. Cho nên qua bên đây á, mình phải biết chăm sóc cho bản thân mình tốt, làm những cái gì mà mình cảm thấy mình bệnh đau mình phải nói nó, rồi nó đặt lịch đi bác sĩ, chứ đừng có mà ôm cái bệnh nó xuống suốt rồi bệnh chết luôn. Sống là mình phải biết, thì mình khôn cũng chết, ngu cũng chết, biết mới là không chết. Chứ cho sống ở với ông xã này, ông xã này cũng hơi khó tánh một chút, gia đình ông này khó từ trên khó dưới. Ông anh của ổng mà mọi người nghĩ đi, 40 mấy tuổi mới lấy vợ, mà tới hàng con trai của ảnh bây giờ cũng lớn tuổi mới lấy vợ, chứ không phải mà không có phải mà ta lựa vợ người Mỹ ta lấy, chứ không có lấy gái nước ngoài nha. Ở bên đây nói chứ Mỹ nó cũng thích gái Mỹ à, chứ nó không có thích gái nước ngoài đâu. Ngoài trừ ra là nó đổ vỡ rất là nhiều, nó sợ gái Mỹ cho nên là nó mới lấy gái nước ngoài thôi, chứ Mỹ nó thích gái Mỹ hơn. Rồi Mỹ nó cũng sợ lắm, nó sợ mình giết nó lắm, nó không có cho mình biết tài sản của nó là bao nhiêu đâu. Nó sợ mình giết nó dữ lắm. Mình sống với nó phải trên 10 năm nó mới tin tưởng mình, chứ còn mình sống mà mấy năm á, nó còn chưa tin tưởng mình đâu. Mỹ nó sợ mình giết chồng giết vợ, vợ giết chồng. Bên Mỹ thì mọi người cũng đã biết rồi, giống như là vợ chồng của cái ông đó đó, cứ mỗi lần nấu ăn cái bỏ một chút xíu thuốc vô, chút xíu vô là để giết ổng để lấy tiền bảo hiểm này kia đó. Nên người ta rất là sợ, người Mỹ họ có quan niệm vậy đó cả nhà ơi. Nên là mọi người sống với người Mỹ là mọi người phải kiên trì, nhẫn nại, siêng năng, giỏi giang và phải chịu đựng thì mọi người mới sống bền với người Mỹ. Chứ đừng có nghĩ là Mỹ nó giàu rồi mình vô mình hốt của nó, mình đem về mình cho cả dòng của họ mình, hoặc là mình hốt của tài sản của nó mình về mình mua đất cát ở quê hương mình, không có dễ ăn đâu, không phải vậy đâu. Họ cũng giống như người Việt Nam vậy thôi, mình có phước á, thì mình lấy chồng mà nó thương yêu, giàu có. Thì Mỹ nó cũng vậy, nhưng Mỹ nó được một cái là nó rất là ga lăng, nó ga lăng như ngày lễ thì nó mua quà, nó tặng những cái ngày kỷ niệm ngày cưới thì nó mua thiệp về, nó mình tặng cho nó, nó tặng cho mình đó, vậy đó. Nó được cái phong tục của người Mỹ là nó được cái ga lăng từ hồi nào giờ rồi, cái phong tục của người ta đã vậy rồi đó. Hôm nay chị cho đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều.